Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tới với quý vị những vấn đề liên quan tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam. Và thưa quý vị, dư luận xã hội và giới phân tích cho rằng trong hơn 11 năm trong cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một cái xã hội Việt Nam hỗn loạn trên mọi mặt, thậm chí mối quan hệ giữa quan chức và người dân, cũng như người dân với người dân, nó đã có những sự đảo lộn đáng kể. Thậm chí nói như nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đó là ở Việt Nam dân không ra dân, quan không ra quan, thậm chí vua không xứng đáng vua. Tại sao lại nói như vậy? Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, có một khả năng rất cao là nước Nga sẽ giành được chiến thắng ở khu vực miền Đông, cụ thể là khu vực Donbass. Tuy nhiên, nó hạn chế trong hai tỉnh Lugan và Donetsk. Đó là những cái vùng mà đa số là những cái người Ukraine gốc Nga, chủ yếu ở khu vực này người ta sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ chính. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao nước Nga phải chiếm bằng được khu vực Donbass? Và thưa quý vị, trước khi đi vào những nội dung chi tiết, chúng tôi cần phải nhắc lại đối với tất cả các quý khán thính giả theo dõi chương trình của KTV, có một điều chúng ta phải nhớ rằng thế giới luôn luôn vận động, vạn vật luôn luôn vận động. Do đó không có cái gì nó đứng im, và chính trị, kinh tế, xã hội cũng vậy. Chúng tôi nói những điều này bởi vì có một số quý khán thính giả cho rằng ông Việt Thành nói rất vô lý. Hôm qua ông nói Ukraine thắng, hôm nay ông lại nói nước Nga đang nắm thế chủ động. Và thưa quý vị, những điều đó là những cái điều mà KTV giải thích với quý vị nhiều lần. Diễn biến của cuộc đời nó như một cái trận đấu bóng đá. Những sự kiện liên tiếp diễn ra và nó thay đổi tình huống mọi lúc, mọi giây phút, đặc biệt trong cái xã hội 4.0 hiện nay, quý vị có điều kiện tiếp cận với các cái thông tin từng phút, từng giờ. Nó khác với cái thế hệ ngày xưa, người ta phải sau 24 giờ thì người ta mới cầm một cái tờ nhật báo in, mới biết tình hình thế giới ra sao. Thưa quý vị, bây giờ trong cái thời đại 4.0, thời đại của Internet, thì tất cả mọi diễn biến trên thế giới nó thay đổi chỉ trong vòng tích tắc. Tức là chỉ một tích ở bên kia Tây bán cầu thì một tắc sau đó ở bên Đông bán cầu chúng ta cũng đã nhận được. Chúng tôi nói những điều đó để quý vị phải thay đổi tư duy. Sự chiến thắng chiến bại của mỗi bên nó chưa kết thúc rõ ràng, và tương quan lực lượng nó cũng thay đổi theo thời gian. Và thưa quý vị, bây giờ đi vào các cái nội dung liên quan. Nhiều quý vị khán thính giả có đề cập tại sao KTV không nói tới cái câu chuyện liên quan tới các cái vụ lách luật, lách thuế, trốn thuế trong việc nhập khẩu xe sang dưới hình thức quà biếu, quà tặng. Tại sao KTV không đề cập tới cái câu chuyện Tổng cục Hải quan găm 1,5 triệu khẩu trang hàng viện trợ để chống đại dịch Covid-19 cách đây chừng 6 tháng, vậy mà cho tới nay vẫn chưa thông qua. Ngược lại 1.000 siêu xe dưới cái dạng quà biếu quà tặng để trốn thuế thì lại được Tổng cục Hải quan giải quyết rất nhanh. Và thưa quý vị, có nhiều người nghi vấn những cái điều vừa kể nó có liên quan gì tới những cái phát biểu của ông Lê Kim Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn, trong thời gian nói về những vấn đề gai góc của chính trường Việt Nam hay không. Bởi vì như quý vị đã biết, em trai ông Lê Kim Thành hay người con trai thứ hai của ông Lê Duẩn, đó là ông Lê Kim Trung, trước đây từng giữ chức vụ cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, được biết sau đó ông Lê Kim Trung đã được điều động về Bộ Công an giữ chức vụ Phó Tổng trưởng Tổng cục An ninh. Và sau khi ông Lê Kim Trung rời khỏi Cục Hải quan Thành phố thì vợ của ông Lê Kim Trung là bà Nguyễn Thị Thu Hương sau đó trở thành cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái điều, những cái vụ bê bối gần đây của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nó có liên quan gì tới cái việc người ta tấn công gia đình ông Lê Duẩn hay không?
Thưa quý vị, theo chúng tôi, mấy cái vụ này, nếu những ai có gan làm đến cùng thì chắc chắn sẽ dính tới con trai và con dâu Lê Duẩn. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dám tắm từ vai trở xuống, chứ không bao giờ Lê Duẩn đủ tầm để động vào gia tộc anh Ba Duẩn. Nhất là có những xu hướng cho thấy những người thân trong gia tộc ông Lê Duẩn đang dần dần xuất hiện ở chính trường Việt Nam. Và thưa quý vị, tất nhiên những cái chủ đề mà quý vị đề nghị KTV đề cập, chúng tôi sẽ thu thập tài liệu và chuyển tới quý vị trong các bài nói chuyện tới đây. Và thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã đề cập tới cái tình trạng ngành giáo dục Việt Nam. Làm cái ngành giáo dục nó tương tự như tất cả các ngành khác trong xã hội Việt Nam. Ví dụ như ngành y tế là một cái ví dụ cho thấy nó là một cái hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân Việt Nam, nhưng nó nán pét như tường. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, nhà báo Nguyễn Như Phong, cựu đại tá phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, đã có một status mới xuất hiện cách đây vài tiếng đồng hồ với cái tiêu đề một nền giáo dục nát bét. Đại tá Nguyễn Như Phong đã viết: dư luận xã hội lại đang xung đột về cái câu chuyện môn sử không phải là môn học bắt buộc ở mấy năm cuối. Rồi hôm nay họ lại xôi sục về cái câu chuyện rục rịch tăng học phí, xôi sục về chuyện tăng giá sách giáo khoa. Mà theo ông Nguyễn Như Phong, giá sách giáo khoa gì mà bây giờ họ có cái giá đắt dã man. Theo tác giả Nguyễn Như Phong, dĩ nhiên Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn là một cái người phải hứng búa rổ dư luận. Theo tác giả cho biết, tôi thấy tất cả những cái đó, cộng với những cái chuyện gian lận trong thi cử, cộng với cái chuyện học giả bằng thật, cộng với cái chuyện chấm luận bàn tiến sĩ siêu tốc của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và dĩ nhiên là cộng với sự xuống cấp một cách nghiêm trọng về đạo đức của học sinh sinh viên, kể cả các thầy cô giáo hiện nay, thì rõ ràng ai ai cũng phải thừa nhận chúng ta đang có một cái nền giáo dục nát bét, và hậu quả này là của tất cả những cái lần cải cách giáo dục bắt đầu từ những cái năm 90 trở lại đây. Đó là lý do cho tới bây giờ, theo ông Nguyễn Như Phong, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có ba đầu sáu tay cũng không thể nào xoay chuyển nổi cái sự nát bét của ngành giáo dục. Mà cái sự nát bét này đâu phải riêng là ngành giáo dục, đến kỷ luật thép như quân đội, công an, vậy mà còn có rất nhiều, không phải là binh lính, mà rất nhiều cán bộ cao cấp bị xử lý. Những cái điều đó cho thấy sự nát bét của các ngành, các cấp cũng như thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là ngành giáo dục nát bét bởi lý do chúng ta quá đề cao chủ nghĩa thành tích cá nhân. Chúng ta quá quan trọng chủ nghĩa bằng cấp trong công tác tuyển chọn sử dụng cán bộ. Chúng ta đã quá chạy theo hư danh, và càng ngày các cơ quan, các doanh nghiệp nhà nước càng giết chết những người tài. Và một cái điều cực kỳ quan trọng theo Nguyễn Như Phong là các cái nhà lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay hầu như không ai nhìn thấy cái mặt trái của cơ chế thị trường. Không ai dám thừa nhận sức mạnh của đồng tiền, và từ đó những cái cải cách cần thiết của thể chế về luật pháp cho phù hợp với thực tiễn hiện nay không ai dám đả động tới. Mà một khi người ta không dám thừa nhận và không dám thay đổi thể chế chính trị hiện nay thì chắc chắn cái sự nát bét nó sẽ không trường một ngành hay bất kỳ một lĩnh vực nào, kể cả quan chức cấp ngọc cấp thấp. Thưa quý vị, rõ ràng chúng tôi sống xa Tổ quốc, nhưng chúng tôi chỉ quan sát các cái comment của các quý khán thính giả KTV viết thì chúng tôi thấy những cái lỗi chính tả rất nhiều, mà hầu như nó có những cái điểm giống nhau trong những sự sai sót lỗi chính tả. Đó là người ta không phân biệt được chữ S, chữ X, chữ L, chữ N, vân vân và vân vân. Đó là những chuyện không nhỏ. Mà nhân thể cơ hội này, chúng tôi đề nghị quý khán thính giả của KTV, chúng ta cố gắng nghiên cứu sửa chữa trước cái cách viết chính tả. Vì như quý vị đã biết, cách viết của quý vị thể hiện trình độ. Hy vọng quý vị sẽ thay đổi. Và thưa quý vị, rõ ràng cái tình trạng nát bét của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, nó do thể chế chính trị, nhưng theo chúng tôi, nó do người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Mà rõ ràng hai lĩnh vực nát bét nhất hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân, đó là lĩnh vực y tế cũng như lĩnh vực giáo dục.
Trong khi đó, hẳn quý vị chưa quên, người Campuchia từng nói, đất nước Campuchia chúng tôi chỉ có một người thông minh, còn 99 người thì ngu dốt. Mà ở Việt Nam thì người ta có 99 người thông minh, chỉ có một kẻ ngu dốt mà thôi. Nhưng Campuchia chúng tôi khác với Việt Nam, đó là một người thông minh dẫn dắt 99 người ngu dốt. Còn Việt Nam các bạn thì ngược lại, họ để cho một cái kẻ ngu dốt nhất dẫn dắt 99 người thông minh. Thưa quý vị, câu chuyện đó tưởng chừng nó là một cái câu chuyện đàm tiếu trong cái lúc trà dư tiểu hậu, nhưng đó là nó làm cái điều kiện thực tế. Và thưa quý vị, trong cái vấn đề giáo dục của Campuchia hiện nay, như quý vị đã biết, chắc chắn nó làm cái niềm mơ ước của tất cả những người Việt Nam nếu họ hiểu rằng nền giáo dục Campuchia sau một cái thời gian cải cách, đặc biệt dưới cái sự dẫn dắt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên Thể thao Campuchia, đó là tiến sĩ Hang Chuen Narron, một cái người có công sức đã làm cho nền giáo dục Campuchia thay đổi hoàn toàn, thậm chí có thể nói là lột xác. Được biết, tiến sĩ Hang Chuen Narron đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia từ năm 2013. Được biết, sau 7 năm tại vị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia đã đưa nền giáo dục Campuchia mang một cái diện mạo mới mà giới phân tích quốc tế đánh giá nhiều quốc gia tưởng là to lớn, hùng mạnh như Việt Nam, thậm chí còn lâu mới đuổi kịp Campuchia, một đất nước vừa thoát ra khỏi chiến tranh và một cái chế độ diệt chủng. Thưa quý vị, nhà báo Nguyễn Thị Bích Hậu trong một cái bài viết Nền giáo dục Campuchia, theo tác giả cho biết, ông Hang Chuen Narron, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia, là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Khi nhậm chức, ông này đã đưa ra 8 điểm quan trọng để cải cách giáo dục Campuchia, khi đó đang chìm vào cái tình trạng chạy đua theo thành tích, chất lượng xuống cấp, giáo viên thiếu, yếu, học sinh không có khả năng cạnh tranh, đặc biệt ở Campuchia cũng như Việt Nam, một cái tình trạng gian lận thi cử và hối lộ tham nhũng tràn lan. Theo tác giả cho biết, 8 điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia đưa ra đó là nâng cao chất lượng cải cách kỳ thi phổ thông trung học quốc gia, đào tạo kỹ năng, phát triển kỹ năng mềm, cải cách thể thao, giám sát nhân viên, cải cách tài chính và đẩy mạnh nghiên cứu giáo dục. Theo tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu cho biết, việc đầu tiên của ông này đó là làm kiên quyết trong việc chống gian lận thi cử trung học để đưa chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Ông Hang Chuen Narron đã coi việc thi cử cực kỳ nghiêm ngặt, đưa tỷ lệ tốt nghiệp của Campuchia vốn như đạt 100% về mức thực chất lượng. Khi đó dân Campuchia biểu tình và nhiều người chống đối bởi cái thành tích thi cử khóa kém. Song ông Chuen Narron đã dám đối mặt và làm bằng được, quyết không chùn tay. Đó là lý do tại sao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học ở Campuchia năm 2013 ở cái mức độ 80%, sau đó giảm xuống còn 25,7% vào năm 2014. Nghĩa là thực chất chất lượng của học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học của Campuchia chỉ có 1/4 xứng đáng mà thôi. Đó là lý do học sinh Campuchia sau năm 2014, khi đó họ phải học thật. Và cái tỷ lệ đó trong các năm sau, giáo dục của Campuchia được cải thiện đáng kể. Năm 2015, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học là 56%, tới năm 2016 tăng lên 62%, năm 2017 là 63,84%, và năm 2019 là 68%. Theo tác giả cho biết, một cái điều đáng nói, nó không còn bóng dáng của tệ hối lộ và gian lận trong thi cử. Chưa hết, những cái em học sinh đạt điểm A trong kỳ thi khi cải cách chỉ còn 11 em, nay đã đạt tới 400 em. Một cái việc kế tiếp mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia làm, đó là lập tức tăng lương giáo viên lên 300%. Đối với toàn bộ tổng số viên chức ngành giáo dục là 130.000 người và 80% tổng ngân sách giáo dục Campuchia hiện nay tập trung cho cái việc chi phí lương giáo viên. Đồng thời giáo viên buộc phải nâng cao trình độ, Bộ Giáo dục xây dựng các cái kế hoạch với mục tiêu nâng cao trình độ cho tất cả các giáo viên. Theo đó, đòi hỏi các giáo viên phải có bằng cử nhân thay cho bằng trung cấp hay cao đẳng, mà đa số trước đó giáo viên Campuchia chỉ học qua 2 năm. Và riêng đối với giáo viên phổ thông trung học, tiến tới, Bộ trưởng Chuen Narron sẽ đưa ra các cái yêu cầu phải có bằng thạc sĩ.
và thưa quý vị, có cái câu chuyện liên quan tới sách giáo khoa là một cái vấn đề đang nóng dư luận xã hội Việt Nam hiện nay. Thì quý vị có biết rằng ông Chuan Na Ron, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia, đã cho làm lại toàn bộ nội dung theo hướng cho phép học sinh tham gia tích cực hơn vào các cái bài học. Đặc biệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia cực kỳ chú trọng vào cái công việc đào tạo cho sinh viên và học sinh về kỹ thuật số thông qua xây dựng thí điểm các cái trường học thế hệ mới. Và Campuchia đã đầu tư hàng triệu đô la vào cơ sở hạ tầng của các cái hệ thống trường học thế hệ mới, đó là các thư viện điện tử đào tạo giáo viên để đưa công nghệ thông tin vào trường học. Về cái cách giáo dục thanh thiếu niên, Bộ trưởng Chuan Na Ron rất chú ý rằng những cái kỹ năng quan trọng để học trò Campuchia có thể hội nhập toàn cầu, đó là những cái kỹ năng tự học hiệu quả, kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng mềm, kỹ năng ngôn ngữ đạo đức và khả năng làm chủ kỹ thuật số. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia cho biết, thanh niên phải là trụ cột quan trọng của quốc gia. Do đó họ phải được trang bị kiến thức, đó là kiến thức chung. Họ phải học tiếng Anh, các ngôn ngữ khác, có kỹ năng nghề, kiến thức toàn diện. Bản thân thanh niên Campuchia cần phải tích cực giải quyết các vấn đề xã hội, tham gia giải quyết việc làm cho chính thanh niên để tạo ra một cái môi trường đoàn kết tốt hơn, tôn trọng bản sắc dân tộc. Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia luôn luôn toàn tâm toàn ý cho ngành giáo dục cho tới năm 2018. Sau 5 năm, ông này đã trúng nghị sĩ quốc hội có 13 ngày và lập tức ông này xin từ chức với lý do để tập trung làm trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho thật tốt. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia đã nghiêm ngặt trong cái vấn đề quản lý tài chính đối với ngân sách giáo dục. Do đó, trước đó ông từng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Campuchia nên có cái nền nếp đáng khâm phục. Theo tác giả cho biết, bản thân Bộ trưởng Hang Chuan Na Ron là một con người của học hỏi, của tiến bộ. Ông là một học giả không ngừng chinh phục các đỉnh cao trí tuệ, và Hang Chuan Na Ron là một cái tấm gương thiết thực cho mọi học sinh Campuchia hiện nay. Được biết về lý lịch của ông Hang Chuan Na Ron, ông tốt nghiệp Đại học Luật và Quan hệ Quốc tế Kiev, có bằng tiến sĩ kinh tế tại Trường Đại học Danh giá của Nga. Bộ trưởng Chuan Na Ron đã lấy bằng thạc sĩ luật từ một cái chương trình liên kết với Đại học Lyon của Pháp Quốc. Trong khi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông này vẫn tiếp tục học bằng tiến sĩ giáo dục và lấy bằng năm 2018 tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Được biết, Bộ trưởng Giáo dục Campuchia rất tích cực tham gia các cái chương trình và diễn đàn giáo dục toàn cầu để tìm đường đi nước bước phát triển cho giáo dục nước nhà. Ông Chuan Na Ron là một chính khách thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Đó là lý do những cái thành tích vừa kể theo tác giả Nguyễn Thị Hậu cho biết, ông được học sinh thầy cô Campuchia, đặc biệt các tầng lớp phụ huynh dân nghèo rất yêu mến. Và đó là lý do năm 2016, ông được người dân Campuchia bầu chọn với cái số phiếu cao nhất để ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia. Và những thành quả mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hang Chuan Na Ron đóng góp cho đất nước, mà tỷ lệ trẻ em đi học tiểu học Campuchia tăng từ 87% năm 2000 tăng lên 98%, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 57% và 30%, kể từ khi ít hơn 1% dân số được học đại học năm 2000, đưa tỷ lệ đó lên trên 15%, và học sinh Campuchia đã bắt đầu tham gia các kỳ thi quốc tế và giáo dục đại học. Viện Công nghệ Campuchia đã được thế giới công nhận không chỉ là một cái viện công nghệ nổi tiếng trong khu vực mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu, thật phước thay cho dân Campuchia có một cái nhà giáo dục kiệt xuất như ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nghĩ mà thấy buồn, thấy xót, thấy tủi cho người Việt Nam chúng ta. Có lẽ người dân Việt Nam bây giờ đã thua xa cả hàng xóm Campuchia mà lâu nay chúng ta coi là một đất nước lạc hậu. Thưa quý vị, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia cũng là một cái sản phẩm được đào tạo từ Ukraine cũng như nước Nga cũ. Tuy nhiên ở Campuchia người ta nhanh chóng xóa bỏ những cái việc sử dụng bằng cấp giả, trong khi ở Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng thì lại tập trung
đưa bằng cấp học hàm học vị là cái vấn đề để chọn lựa nhân sự. Đó là lý do tại sao các cái quan chức Việt Nam hầu hết đều có bằng tiến sĩ, rồi có các cái học hàm học vị khác nhau, nào là phó giáo sư, giáo sư vân vân, nhưng tiếng Anh một câu không biết. Người ta không nói được một cái ngoại ngữ nào. Và nếu người ta không học thật thì người ta không có một cái thói quen đó là cập nhật những cái kiến thức thường xuyên. Thưa quý vị, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà kể cả lĩnh vực y tế hiện nay, nó là những vấn đề nhức nhối của xã hội. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, một cái bản án dành cho cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường, đã gây ra những sự tranh cãi lớn trong dư luận xã hội Việt Nam. Và một lần nữa, cái câu khẩu hiệu mà người Việt Nam dành cho công lý, người ta nói công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài. Đó là một cái cụm từ không ít người quan tâm tới tình hình chính trị của đất nước hiện nay. Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội người ta thường xuyên nhắc tới khi nói về một cái phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường, một cái người bị tuyên án 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là cái phiên tòa của Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 19 tháng 5 liên quan tới vai trò và trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên quan tới cái vụ buôn bán thuốc ung thư giả của công ty VN Pharma. Và thưa quý vị, có cái điều bất ngờ là cũng trong ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt đối với Đường Nhuệ một cái bản án 14 năm tù giam về việc trục lợi trong cái việc thiêu xác ở tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị hãy tưởng tượng trong cùng một cái thời điểm mà hai bản án nó chênh lệch nhau quá lớn. Bản án của Trương Quốc Cường chỉ bằng một cái số lẻ mà bản án do Đường Nhuệ ở Thái Bình gây ra liên quan tới cái việc ăn chặn bớt xén trong cái việc quản lý lò thiêu ở Nam Định. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có một cái bài bình luận theo đó. Nhiều người ở Việt Nam trong những ngày vừa qua, họ đã lên mạng xã hội để chia sẻ những sự bất bình khi họ thấy những sự bất công cho xã hội Việt Nam thể hiện rất rõ. Đó là dân đen ăn cắp một con gà, một con vịt thì bị lĩnh án từ 7 tới 9 năm tù giam, trong khi các cái quan chức nhà nước cấp phép cho thuốc giả làm hại không biết bao nhiêu người, vậy mà người ta chỉ kết án một cái bản án 4 năm tù. Có người còn nghi rằng với cái mức án này, cựu Thứ trưởng chỉ phải ngồi tù 1/3 bản án, tức là chỉ bằng giờ này năm sau. Có thể thấy ông Trương Quốc Cường đã được tự do bởi lý do được hưởng lượng khoan hồng, hay nếu chạy tốt hơn, có khi còn không phải ngồi tù ngày nào. Tức là phiên tòa kết thúc, Trương Quốc Cường sẽ không trông án để xét xử phúc thẩm, và sau đó người ta thấy Trương Quốc Cường sẽ xuất hiện ở một cái quốc gia nào đó trong 2-3 năm, sau đó sẽ trở về Việt Nam. Đó là lý do, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, chị Nguyễn Hoàng Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng phiên tòa vừa kể như một cái trò đùa. Điều đó nó cho thấy chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện lâu nay, nó đã thể hiện hình thức và chỉ có củi mới biết lò đốt ai chừa ai. Mà theo chị Nguyễn Hoàng Anh, những cái bản án như vậy phải tử hình thì những cái thằng khác nó mới sợ, vì như thế nó giết người một cách gián tiếp rồi còn gì. Vì nó cấp phép như thế, nó đã làm hại biết bao nhiêu người. Các bạn hãy thử nghĩ mà xem, những cái bệnh nhân ung thư lẽ ra họ có thể kéo dài được một năm, hơn một năm, giờ đây uống vài những loại thuốc ung thư giả thì có khi chỉ sau 3 tháng là họ đã nghèo rồi. Vẫn theo chị Hoàng Anh cho biết, cái mức án đó chắc chắn phải có sự chỉ đạo từ cấp cao, hay nhờ yếu tố chạy trọt tốt, hòa thuận của các cái phe cánh trong đảng, những gì mà bị cáo nắm trong tay. Và người ta sợ nếu xử nặng đối với Trương Quốc Cường thì Trương Quốc Cường lại thốt ra những cái điều bí mật mà các cái quan chức lãnh đạo Việt Nam không muốn để lộ. Bởi vì theo chị Hoàng Anh cho biết, thằng đấy tức Trương Quốc Cường mà chết thì chắc chắn nó sẽ gài ra tông tốc, rồi để một đống thằng khác chết theo. Đúng là cuối cùng chỉ có dân đèn là chết thôi. Trong khi đó, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chia sẻ về cái quan điểm về bản án vừa kể, chị Nguyễn Thu Hiền, một cái phóng viên một cơ quan báo chí lớn ở Hà Nội, đã nói với Đài VOA, ở Việt Nam cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Có gì đâu, chuyện đấy làm cái câu chuyện bình thường,
mà giới có tiền ở Việt Nam ai ai cũng biết. Vì bây giờ không thể trông đợi gì đâu, tất cả đều chỉ phục vụ cho cái cuộc đấu đá phe nhóm trong đảng mà thôi. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tuy bất bình nhưng nhiều người ở Việt Nam cho biết họ vẫn hy vọng trong cái vụ án thuốc giả Bộ Y tế sẽ được tiếp tục mở rộng. Người ta hy vọng sẽ lôi ra ánh sáng những cái kẻ chịu trách nhiệm. Và theo Đài VOA, tâm sự của anh Hoàng Minh, một chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực y tế, đã nói với bản đài như sau. Đây chẳng qua là một cái thỏa thuận phe nhóm mà thôi. Nhưng hắn đầu chỉ là một đầu mối thôi, tới đây. Lẽ ra nghiêm túc thì phải moi ra phang cho hết. Kể cả cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Kim Tiến cũng phải moi ra và phang sạch. Không thể để thế, bởi vì người dân biết quá rõ và người ta không chấp nhận được. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới cái câu chuyện của Bộ Y tế, mà theo chúng tôi nói hàng năm hàng tháng cũng không hết những cái vụ bê bối. Mới đây nhất là cái câu chuyện liên quan tới thư ký riêng của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Nguyễn Hùng, là thư ký cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trước đây. Trong cái bài viết dỡ hơi quan thầy của Việt Nam Thời báo đã chỉ ra cho thấy, kết quả điều tra xác định trong quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký để cho phép lưu hành kit test xét nghiệm của công ty Việt Á theo đề nghị của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt. Được biết, ông Nguyễn Hùng, Phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, đã bị Bộ Công an cáo buộc có các hành vi lợi dụng trong vai trò là thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, mà thời kỳ đó ông Long làm Thứ trưởng Thường trực phụ trách Bộ Y tế. Trong khi đó, người phụ trách trường Bộ Y tế lúc đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Theo đó, Nguyễn Hùng đã giới thiệu, thậm chí can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vũ trang Thiết bị Y tế và Công trình Y tế, thông qua tên tuổi của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong việc đề nghị ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành ký test Việt Á. Một cái điều đáng nói là ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng. Nhưng người ta lại truy tố theo khoản 3 điều 356 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Vì C03 xét thấy ông Nguyễn Minh Tuấn là cái người ký văn bản đề nghị ngày 2 tháng 7 năm 2021 gửi cho các cái cơ sở y tế, các cái bệnh viện, các cái viện trực thuộc Bộ Y tế, kể cả các CDC, trong nội dung công văn gửi xuống các cái đơn vị cơ sở, ông Nguyễn Minh Tuấn đã có giới thiệu người dùng bộ kit test xét nghiệm Việt Á ở vị trí số 1. Ngoài ra, Nguyễn Minh Tuấn còn giới thiệu kit test Việt Á với cái khả năng cung ứng 3 triệu kit test xét nghiệm cho một tháng, ấn định giá 470.000 đồng cho một kit. Và thưa quý vị, thông qua việc tác động của thư ký Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, mọi công việc kinh doanh của công ty Việt Á diễn ra chót lọt. Sau hơn một tháng, công ty Việt Á của Phan Quốc Việt đã đạt một doanh số lên tới 4.000 tỷ. Và thưa quý vị, ngay sau đó, đầu tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận hàng loạt các dấu hiệu sai phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó đề cập tới những cái sai phạm nghiêm trọng liên quan tới cái việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết đấu thầu mua sắm thuốc, cũng như các trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Như quý vị đã biết, trong suốt thời gian từ cuối năm 2020 cho tới cuối năm 2021, Bộ Y tế đã có nhiều vụ án liên quan tới cái việc mua sắm trang thiết bị y tế, và hàng loạt các cái giám đốc bệnh viện lớn đã phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc liên quan tới đại án Việt Á sau gần nửa năm khởi tố vụ án. Như quý vị đã biết, tới nay đã có 40 người đã bị bắt giữ liên quan tới cái việc mua bán ký test Việt Á. Và mới nhất ngày hôm nay, giám đốc CDC Đắk Lắk cùng với 4 cộng sự đã bị bắt giam. Trở lại cái câu chuyện tại sao Bộ Công an truy tố Nguyễn Hùng theo điều 356 khoản 3. Điều đó nó có nghĩa là Nguyễn Hùng sẽ đối mặt với mức án nặng nề, có thể từ 10 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, Nguyễn Hùng sau khi hết án tù còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 tới 5 năm, phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng. Nhiều nhân giới phân tích thấy rằng tại sao
lại không truy tố Nguyễn Huỳnh theo điều luật 358. Bởi vì diễn biến vụ án liên quan tới đại án Việt Á đã cho thấy ông Nguyễn Huỳnh còn có các cái dấu hiệu vi phạm vào điều 358 với cái tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, mà mức án đối với điều 358 nó còn cao hơn, có thể từ 20 năm tù tới chung thân. Và thưa quý vị, rõ ràng trong cái việc lựa chọn điều khoản truy tố đối với ông Nguyễn Huỳnh có những cái sự làm nhẹ bản án, đó là người ta không truy tố theo điều 358 mà chỉ truy tố theo điều 356, mà cái mức án kịch khung chỉ là 15 năm tù giam mà thôi. Ngược lại, 358 từ 20 năm tới chung thân. Theo giới phân tích, sâu chuỗi các cái tình tiết để cho thấy các cái khả năng như sau. Có thể qua gợi ý của một nhân vật chóp bưu cao cấp, am tường về thủ tục hành chính trong Bộ Y tế, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã tiếp xúc với Nguyễn Huỳnh khi ấy là thư ký của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, ông Nguyễn Thành Long. Bởi vì thời điểm đó, như quý vị đã biết, Bộ Y tế khuyết chức Bộ trưởng Chính danh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm kiêm nhiệm tư cách quản lý chung. Với cái cương vị Bí thư Đảng đoàn Bộ Y tế, vẫn theo dư luận xã hội, việc phải quấy giữa ông Phan Quốc Việt với ông Nguyễn Huỳnh đã dẫn tới việc ông Nguyễn Huỳnh tác động tới Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành ký test xét nghiệm cho công ty Việt Á. Đó là một cái văn bản trái pháp luật. Thưa quý vị, một cái chi tiết chúng tôi đã nhiều lần nói với quý vị, đó là ông Nguyễn Thành Long khi đó biết rất rõ những cái sự vụ vừa kể. Đó là lý do Nguyễn Thành Long đã đẩy cái thủ tục hành chính cho Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, một người lúc đó đang chịu trách nhiệm điều hành phòng chống đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Và theo giới phân tích, nếu như vậy chỉ dừng lại ở các hành vi thể hiện trên giấy tờ pháp lý thì không chỉ ông Nguyễn Huỳnh mà kể cả ông Nguyễn Thành Long và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm hoàn toàn ngoại phạm, bởi vì người ta không để lại chữ ký gì cả. Tuy nhiên, trước khi giữ chức phó phòng quản lý giá của Bộ Y tế, ông Nguyễn Huỳnh có cái thời gian ngắn giữ chức phó văn phòng của quản lý dược, và từ đó cơ quan điều tra xét cái mối quan hệ giữa cơ quan hành chính trong Bộ Y tế và chức vụ của ông Nguyễn Huỳnh, rõ ràng thấy ông Nguyễn Huỳnh có một cái chức vụ thấp hơn ông Tuấn. Một cái điểm đáng chú ý đó là các hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Huỳnh xảy ra từ năm 2020. Thời điểm đó Nguyễn Huỳnh là thư ký riêng của Thứ trưởng Thường trực ông Nguyễn Thành Long. Những điều vừa kể để cho thấy trong Bộ Y tế đã hình thành những lợi ích nhóm cũng như các nhóm lợi ích, và thông qua các nhóm lợi ích này người ta đã xây dựng được cái mối liên kết giữa các cái quan chức ngoại cấp trong khu phạm vi một bộ, thậm chí người ta còn liên kết thông qua các công ty tư nhân để làm cầu nối với các cái bộ ngành trung ương khác. Và đó là quý vị đã thấy lợi ích nhóm theo hướng tiêu cực, nó làm cái lợi ích cục bộ giữa các cái đơn vị hay các địa phương, trong đó nhiều người đã bắt tay liên kết với nhau và gây thiệt hại lợi ích chung của toàn xã hội cũng như nhân dân. Một cái điều quan trọng hơn, sự hình thành của các nhóm lợi ích trong các bộ y tế, điển hình qua cái vụ đại án Việt Á, đã cho thấy nó đã cản trở quá trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nó làm suy giảm hiệu quả quản lý của nhà nước, ai ai cũng thấy. Và thưa quý vị, lợi ích nhóm theo hướng tiêu cực nó rất dễ xảy ra trong khi các cái đảng phái chính trị đang cầm quyền thiếu động lực cạnh tranh. Và nhất là Việt Nam một cái chế độ độc đảng thì rõ ràng sự cạnh tranh về chính trị hoàn toàn không có. Đó là lý do lâu nay người ta nhận xét về cái thể chế chính trị Việt Nam theo đó. Mọi cái thiết chế kiểm soát quyền lực đã bị vô hiệu hóa và tình trạng tham nhũng hiện nay tùy thuộc vào người cầm càng, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị, ở đây có một cái điều chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là thể chế chính trị Việt Nam và thể chế chính trị Trung Quốc hoàn toàn giống nhau. Thậm chí người ta nói thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là một cái bản sao của thể chế chính trị Trung Quốc. Thậm chí người ta nói ở Bắc Kinh mưa thì Hà Nội dương ngủ. Tuy nhiên thưa quý vị, lâu nay người ta phát hiện ra một cái điều là tại sao ban lãnh đạo Việt Nam áp dụng những cái bài bản của Trung Quốc nhưng không áp dụng một cách triệt để, và người ta chỉ học những cái thói hư tật xấu từ Trung Quốc.
Chứ còn những cái điểm mạnh của Trung Quốc thì màn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không học tập. Và đó là lý do như quý vị đã biết, sau một cái thời gian chưa đầy 40 năm, mà đó là nền kinh tế Trung Quốc đã vươn lên từ một đất nước thiếu ăn, và Trung Quốc bây giờ đang đe dọa ngôi vị số 1 của kinh tế Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tại sao Trung Quốc áp dụng rất nhiều những cái bản án tử hình cho các cái quan chức tham nhũng, đặc biệt trong cái vấn đề chống tham nhũng của Trung Quốc làm rất nghiêm và rất chặt chẽ, tại sao Việt Nam không làm được như vậy? Và thưa quý vị, đó là lý do nhà báo Ngô Nguyệt Hữu, một cái nhà báo trẻ đầy tài năng hiện nay, đã viết những cái điều mà theo chúng tôi, những cái quý khán thính giả của Khả TV hãy lắng nghe và sẽ thấy tâm đắc. Theo nhà báo Ngô Nguyệt Hữu cho biết, đại dịch cả trăm năm mới xảy ra một lần, vậy mà chỉ có một cái món lợi liên quan tới kích tết Việt Á, vậy mà trong vòng chưa đầy 6 tháng nó đã cuốn trôi không biết bao nhiêu quan chức của ngành y tế. Rồi kể cả cái vấn đề sách giáo khoa mỗi năm người ta lại cải cách một lần, chưa hết họ lại còn tăng giá bán, thì hỏi họ đã trục lợi ra sao? Những cái câu chuyện vừa kể theo nhà báo Ngô Nguyệt Hữu, chỉ cần thủ tướng giao việc này cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ đạo điều tra để xem có những cái lợi ích nhóm trong việc tiến hành cải cách biên soạn in ấn, rồi cái việc buôn bán sách giáo khoa ra sao, thì chắc chắn sẽ có một cái cơn bão đang chờ đợi các cái quan chức ngành giáo dục, thậm chí nó có thể lớn hơn đại án Việt Á, thậm chí những cái bậc giáo sư tiến sĩ vì lòng riêng khi biên soạn sách mà theo nhà báo Ngô Nguyệt Hữu cũng khó có thể thoát nước hắt vào người. Theo tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo lâu này, họ đã múa gậy vườn hoang đủ lâu rồi. Nhân dân, đặc biệt các cái phụ huynh học sinh, đã thiệt hại đủ lớn, tương lai tri thức của dân tộc đã bị ảnh hưởng nặng nề quá nhiều. Rất mong lãnh đạo quốc gia cần sớm suy xét để xử lý, vì rõ ràng Việt Nam đang bị phá hoại trên tổng thể toàn diện. Và thưa quý vị, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu trong một status nói về những điều chua xót của giới trí thức Việt Nam hiện nay, mà theo tác giả, những cái kẻ đọc sách xưa giờ thì họ gọi là khối xã hội, những cái môn văn sử địa thì bị người ta miệt thị là cái lũ ba môn chín điểm. Theo tác giả, tất nhiên không phải ai đọc sách cũng hiểu và làm theo những lời của tiền nhân. Đó là tiền nhân dằn dạy những người nghề nhà giáo không được phép làm điều sằng bậy. Nhưng mà ở Việt Nam, một cái quốc gia mà kẻ đọc sách lại bị khinh khi như cái phường lưu manh vô học, thì quả làm cái điều cực kỳ nguy hại. Theo tác giả cho biết, may bản thân tôi làm cái kẻ đọc sách cũng không ý thức được mình là ai, và cũng không hiểu câu quốc gia hưng vong thất phù hữu trách là gì. Và đó là ở Việt Nam. Mới đây, trước một cái phát ngôn của ông Phạm Minh Chính tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, rõ ràng sao vẩm mẹ nó sợ gì, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đặt ra một cái câu hỏi, tại sao kỳ lạ như vậy, tại sao người ta lại giễu nhại cái câu mà ông Phạm Minh Chính trong cương vị tể tướng nói ra. Theo tác giả Ngô Nguyệt Hữu, nhà chúa nắm trong tay thiên hạ, nói một câu là bao nhiêu thân phận, kể cả tứ cố vô thân, bao nhiêu gia đình vinh hoa hay hèn mọn, thì không lẽ phải nói nhẹ nhàng hay sao? Ai đọc lịch sử mà thấy, các cái người thiên tử, nhà chúa, tôn thất, hoàng tộc vương gia, họ ăn nói nhỏ nhẹ bao giờ chưa? Chỉ có phu nhân của họ là những cái mỹ nữ đoan trang kiêu sa, bởi phải có phúc phần sâu dày lắm thì họ mới trở thành phu nhân. Huống hồ đây toàn các loại bậc dưới một người và trên trăm triệu người, đó là các cái bậc như tích xưa chép: ngày mẹ sinh ra, trên trời phương ấy có một vùng sáng, sao đột ngột tỏ hình bình thường, để rồi được lưu danh trong sử sách, danh vọng bì miệng 9.000 năm, không sao gột rửa. Mà thằng tác giả Ngô Nguyệt Hữu, một cái phước báo lớn nhất của đời người đó là sự nổi tiếng. Làm sao một cá nhân không cần giới thiệu tên mà ai cũng biết, không cần phải lấy lòng ai mà triệu triệu người muốn gần. Ngay như cả thiên tử nhà chúa đến quan đồng tỉnh, gặp được là may mắn, khoe không biết bao nhiêu ngày tháng, thì dân làm sao gặp được họ. Xưa kia thiên tử vương gia thượng thư, họ còn cải trang đi vi hành để xem dân chúng sống ra sao. Ngày nay các cái quan chức Việt Nam đi đến đầu báo chí đưa tin ở Mỹ, cờ trống võng lọc
đón rước Linh Đình, thì làm sao các cái quan chức Việt Nam họ biết dân sống làm sao, quan bức dân đến đâu. Theo tác giả, ngày một cái người xài nhà, vậy mà cũng ngủ với cái nhà lành, vậy mà tỉnh bơ, đồi trắng, thay đèn. Thậm chí còn được người đứng đầu đảng tín nhiệm đưa vào các cái cơ quan giáo dục chính trị tư tưởng. Theo tác giả, nghìn năm trước đây, có một cá nhân đỗ tiến sĩ thì trở thành một cái điển tích được chép trong sử sách. Ngày nay tiến sĩ Việt Nam nhiều như lợn con, hốt trả con cái gì là oai danh phong vị. Nghìn năm trước, ai được thiên tử phong làm tướng, lập tức được cắt đất chia dân, làm người được dân thờ phượng cả đời, dòng tộc thơm tiếng ngàn năm. Bởi vì đấy đều là những cái bậc lương đống của nhà nước, đều là khai quốc hoàng thần công lao không thua các danh tướng như Phạm Ngũ Lão, Ước Trai, Tiên Sinh Nguyễn Trãi. Vậy mà Việt Nam bây giờ, những cái kẻ lập quốc khai thần bây giờ lại vào tù vì tiền, vì họ làm sai, mặt mày còn ngơ ngáo hàng thần. Đó là lý do theo nhà báo Ngô Người Khiếu, đừng có lấy ngày xưa là vĩ đại, một cá nhân hoàn toàn có thể ý thức được mình đã trở thành vĩ nhân trong sử thơ nếu họ thấu hiểu và cố gắng ngay từ những ngày này. Bởi vì ngày xưa nhà nghèo Đỗ Trạng Nguyên thành quan phủ, đã thần đồng tái thế, sao khuê văn đầu thai, nay làm đến bộ trưởng vương gia, được thiên tử biết đến nhớ mặt, được ngồi cùng thiên tử bàn việc sơn hà, mà các quan chức Việt Nam bây giờ vẫn còn có lòng riêng ăn hối lộ, ăn tham nhũng, làm những việc xấu xa, à hiếp nhân dân, thì không biết phải giảng giải, khuyên giải đối với họ làm sao. Họ không hiểu rằng mấy trăm năm nữa sử gia sẽ chép gì về họ, về thời đại mà họ đang sống. Theo tác giả, trở lại cái câu chuyện nhà Chúa kế sách quốc gia, do các cái đại mưu sĩ hiến kế nên không có cái chuyện nhà Chúa hớ hình. Có Chúa nào thay mặt thiên tử đi sứ mà hớ hình bao giờ đâu. Nhưng có những cái chuyện biết bàn đến đó thôi, đừng có nói mãi mà trở thành nó vô duyên. Trương Nghị đây là ẩn lý, gọi nhà Chúa tức ông Phạm Minh Chính thiên tử, tức là ông Tổng Trọng. Mà theo nhà báo Ngô Người Khiếu, những cái câu chuyện hớ hình của nhà Chúa đi sứ thì cũng chỉ dừng lại đến đó, đừng có nói mãi và sẽ trở thành kẻ vô duyên. Chưa hết thưa quý vị, nhà báo Ngô Người Khiếu hy vọng thiên tử nhà Chúa cũng như vương gia ý thức không ngừng để tự sửa sai mình, để khoan sức dân không tăng thuế má. Điều đó sẽ giúp cho cứu trăm họ lấy nhân dân, bởi họ chính là lịch sử của mai sau. Tác giả kể một câu chuyện liên quan tới Khang Hy. Liên ngồi từ thời Thuận Trị, thời nhà Thanh ở phương Bắc. Khi liên ngồi Khang Hy hỏi cận thần về kỹ thuật trị quốc, khi đó Thuận Trị đã dặn mấy chữ, đó là mãi mãi không được tăng thuế. Vậy mà ở Việt Nam, các quan chức bây giờ họ không ngừng tăng thuế, tăng phí, họ lạm dụng các cái khoản thu kể cả từ cấp phường, cấp xã. Không ai biết khoan sức dân, không ai biết thương xót dân. Ai đội mũ quan lập tức xem dân như dê béo, cừu béo nuôi sẵn ở trong chuồng, chỉ muốn là họ lột ra xẻ thịt ăn ngay lập tức. Thế thì nhân dân đang bị phương hại ra sao, tư kiệt ra sao, tổn thương ra sao, và ai sẽ lo cho dân, chỉ cần nghĩ cũng đủ biết. Những cái điều vừa kể để cho thấy ở Việt Nam hiện nay, trên dưới không phân biệt, không có chí hướng, không có ý thức, chỉ chăm chăm tư lợi mà thôi. Kể cả lãnh đạo quốc gia, có thể nói thế hệ sau sẽ làm. Đó là cái vấn đề liên quan tới đòi chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Mà theo tác giả Ngô Người Khiếu, lãnh đạo quốc gia mà nói để thế hệ sau làm, tức là họ đã thoái thác trách nhiệm của họ, họ đẩy cái khó cho hậu thế, mà đáng lý ra những cái việc khó ngày hôm nay thì lãnh đạo phải ý thức, phải làm trước để ngày sau có thêm những cái điều kiện cho đất nước phát triển. Đó là lý do theo tác giả Ngô Người Khiếu, ở Việt Nam bây giờ dân không ra dân, quan không ra quan, làm đến vương gia công hầu mà bây giờ còn cặp kè với gian thương, hệt chi âm chi kỷ, bao che cho gian thương, phá hoại quốc gia sơn hà. Trong khi đó quan bé gặp quan lớn thì xung xòe, dám nói những cái điều sằng bậy, dám đưa của hối lộ giữa thanh thiên bạch nhật để thăng tiến, hay để tiến cử những cái người không xứng đáng. Rồi ngay cả chúng công lương biết bao nhiêu chuyện xảy ra,
ngay cả chốn công đường họ cũng đổi trắng thay đen như không. Theo tác giả, cả một cái dân tộc Việt Nam hiện nay, đặc biệt giới trí thức, không ai ý thức được sứ mệnh của mình, ngoại trừ thiên tử. Và nếu may mắn có thì số này cũng không nhiều. Và thưa quý vị, rõ ràng công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất bại. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến thấy rằng công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Trọng không thể nói là không có những cái thành công nhất định. Dù nhiều ý kiến thấy rằng đó chỉ là một cuộc thanh trừng dài hạn giữa các phe phái trong đảng. Tuy nhiên theo giới phân tích, sự bao quát của chính trị chống tham nhũng của Tổng Bí thư về quy mô trải dài từ Bắc xuống Nam, về cấp độ từ trung ương tới địa phương, về lĩnh vực, tất cả mọi lĩnh vực liên quan tới đất đai, kinh tế, kể cả các vấn đề an ninh, giáo dục và y tế. Những điều vừa kể cho thấy, đó là những nỗ lực chưa từng có trong tiền lệ chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, có những ý kiến phản bác thấy rằng, điều đó nó không đồng nghĩa với thành công về mặt thể chế, mà rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc chống tham nhũng hiện nay, nó chỉ dừng ở cái mức chống tham nhũng cá nhân mà thôi, mà người ta không động đến cái việc thay đổi cấu trúc quyền lực trong vấn đề tham nhũng có hệ thống. Đó là lý do tại sao những đòi hỏi một cái cuộc đại phẫu đối với thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cho đó là một cái vấn đề nhạy cảm. Và đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng có thể bắt 10 người, 100 người, 1000 người, nhưng rõ ràng không giải quyết được gốc rễ ở vấn đề. Một cái vấn đề mà theo giới phân tích Trung Quốc cũng là với chính quyền chuyên chính vô sản, cách tiếp cận tham nhũng của Trung Quốc không khác gì với chính quyền Việt Nam hiện nay. Cấu trúc động lực, lợi ích giữa các chủ thể xã hội liên quan tới tham nhũng ở Việt Nam và Trung Quốc cũng tương tự. Tuy nhiên một cái điều hoàn toàn khác biệt đó là người ta nghiên cứu về vấn đề chống tham nhũng ở Trung Quốc được phát triển một cách hệ thống, có tổ chức, và người ta để cho giới trí thức tham gia. Khẳng định điều đó bởi theo giới phân tích, từ số lượng các cái bài viết nghiên cứu cách mà các cái học giả sống và làm việc ở các trường đại học Trung Quốc hiện nay được phép tham gia vào những cái buổi thảo luận về tham nhũng, cũng thể hiện một cái độ đa dạng của chủ đề. Và nhà nước Trung Quốc lắng nghe ý kiến từ trí thức, trong khi tại Việt Nam các cái cơ quan đảng họ nắm độc quyền tuyệt đối trong việc nghiên cứu cũng như tìm hiểu về tham nhũng. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam họ muốn họ là chủ thể của việc chống tham nhũng cũng như chủ thể của việc tham nhũng gói gọn trong nội bộ, không để cho người dân biết. Đồng thời nó cũng là lý do những nhà báo, blogger hay những người dân bình thường bày tỏ các cái quan điểm trên tinh thần phản biện xã hội, động chạm tới những thói hư tật xấu của Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức bị bắt, bị xâm hại, bị nhận những cái bản án lên cả chục năm tù chỉ vì những cái điều nói sự thật của họ. Và đó là, thưa quý vị, KTV cũng là một cái nạn nhân. Rõ ràng KTV tiến hành những sự phản biện xã hội hết sức ôn hòa, vậy mà họ tìm mọi cách hủy dập. Thưa quý vị, chúng tôi nói là những điều vừa kể và chúng tôi cảm thấy bất thường khi có một số lực lượng dư luận viên, chúng tôi có thể loại trừ, nhưng có một số người được cho là có ý thức tiến bộ về mặt chính trị, họ không nhìn thấy những cái tồn tại, những cái sai phạm của nhà nước Việt Nam hiện nay. Đó là những cái đối tượng được cho là khôn lỏi, thích nhắm mắt bịt tai, không quan tâm tới chính trị. Và thưa quý vị, để kết thúc cái phần nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới tình hình chính trị Việt Nam, chúng tôi giới thiệu bài thơ Không quan tâm tới chính trị, phần 4 và phần 5 của nhà thơ, năm chữ Thái Ba Tần. Theo nhà thơ Thái Ba Tần, đâu rồi bọn khôn lỏi, thích nhắm mắt bịt tai, không quan tâm chính trị, ai thế nào mặc ai. Vận nước đang nguy khốn, đất hương hỏa tổ tiên, sắp trao cho tay giặc, tức là bán lấy tiền. Mà khi không còn đất, các người sống ở đâu, mà liệu có sống nổi giữa 1,5 tỷ người Tàu. Một điều khủng khiếp vậy, mà nhắm mắt bịt tai, liệu bị dồn đến chết vẫn nhắm mắt bịt tai. Không quan tâm chính trị là khôn lỏi, là hèn, sau vong bản vong quốc thì cấm không được rên. Khi đất nước có sự mà nhắm mắt làm thinh, tức là cũng gián tiếp phản bội đất nước mình. Không quan tâm chính trị đừng nghĩ là mình khôn, một khi đất nước mất
các người cũng chẳng còn. Anh chị thì điểm tốt mà vẫn trượt làm sao vì còn quan học rốt được ngâm điểm đầu vào. Đó cũng là chính trị mà chính trị cực kỳ, không quan tâm khôn lỏi, giờ chết kêu còn gì. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung thứ hai liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, trong những ngày gần đây, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã đưa ra các ý kiến gợi ý về một cái thỏa hiệp lãnh thổ giữa Nga và Ukraine. Đó là Ukraine nhượng bộ chủ quyền để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, những ý kiến đưa ra, ban lãnh đạo của Tổng thống Zelensky cực lực phản đối. Trong khi đó, trên chiến trường Ukraine, đặc biệt ở khu vực Donbass, quân đội Nga tập trung tấn công vào các thành phố bằng pháo hạng nặng kết hợp với cái việc bao vây. Vì nhiều quý vị đã biết khu vực Donbass là một cái khu vực giáp với biên giới Nga. Ở đây quân đội Nga có những ưu thế quân lực lớn nhất và có rất nhiều khả năng họ sẽ chiếm được toàn bộ khu vực này. Trong khi giới phân tích cho thấy cả hai bên Nga và Ukraine đều nhận những tổn thất nặng nề về người cũng như khí tài quân sự. Trong khi đó, liên quan tới số phận của trung đoàn Azov, một cái trung đoàn trực thuộc vệ binh quốc gia Ukraine, được biết mới đây, tòa án tối cao Nga đã trì hoãn một cái phiên điều trần chuyển sang ngày 29 tháng 6 với cái nội dung xác định xem các cái chiến binh Azov mà thành phần chủ yếu tại nhà máy thép Azovstal có được chỉ định là một trong những cái tổ chức khủng bố hay không. Vì như quý vị đã biết, lữ đoàn Azov trước đây nguồn gốc từ một cái nhóm cực hữu nổi tiếng, và trước chiến tranh, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố một trong năm mục tiêu đó là tiến vào Ukraine để loại bỏ bọn phát xít Azov. Trong khi đó, thưa quý vị, các cái thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 26 tháng 5, quân đội Nga đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine, đặc biệt trung tâm tình báo điện tử tại tỉnh Mykolaiv. Theo đó, tên lửa chính xác cao từ căn cứ không quân Nga đã bắn trúng 48 điểm tập kết nhân lực và khí tài của quân đội Ukraine. Trong khi đó, các nguồn tin độc quyền của Reuters đã tiết lộ cho biết giới chức Mỹ đã cảnh cáo quân đội Ukraine về những hậu quả nếu như họ tổ chức leo thang tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga. Theo Reuters, phía Mỹ không đưa ra những cụ thể danh sách các địa điểm mà họ cản trở Ukraine không được phép tấn công, nhưng họ đưa ra những cảnh báo về nguy cơ có thể lan rộng. Theo Reuters, một trong ba quan chức cấp cao quốc phòng Mỹ đã nói với Reuters với cái điều kiện giữ bí mật danh tính. Theo đó, chúng tôi ngại về những sự leo thang, nhưng vẫn không muốn đặt những giới hạn địa lý hay ràng buộc Ukraine quá nhiều với những thứ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ. Và thưa quý vị, Ukraine cũng như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã phản ứng dữ dội về cái sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Nga Putin trong cái việc nới lỏng các yêu cầu nhập quốc tịch Nga áp dụng cho người dân ở khu vực Kherson, Zaporozhye của Ukraine. Những cái thông tin từ hãng thông tin TASS của Nga cho biết sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Putin bao gồm các cái điều chỉnh từ sắc lệnh tương tự trước đó cho phép người dân ở hai nước Cộng hòa Donbass, đó là Donetsk và Luhansk, nhập quốc tịch Nga. Đồng thời, sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Nga Putin ngày 25 tháng 5 có hiệu lực ngay lập tức. Một cái điều đáng chú ý là điều khoản trong sắc lệnh này cho phép người nước ngoài xin quốc tịch Nga theo một cái thủ tục cực kỳ đơn giản. Những người nhập quốc tịch mới kể từ ngày 25 tháng 5 theo đó, họ được miễn các yêu cầu sống ở Nga trong 5 năm, có nguồn thu nhập và vượt qua những cái kỳ thi bằng tiếng Nga. Đó là lý do tại sao Ukraine và Hoa Kỳ cũng như cộng đồng châu Âu đã lên tiếng gay gắt về cái vấn đề vừa kể. Trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích việc nước Nga cấp hộ chiếu trái phép cho công dân Ukraine ở các cái tỉnh Kherson là những cái điều vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Washington cực lực phản đối những cái động thái vừa kể. Trong khi đó, ông Marty Maksikas, trưởng phái đoàn đại diện EU tại Ukraine, đã viết trên mạng xã hội Twitter về những cái động thái hộ chiếu hóa của Nga. Ông Maksikas đã viết, trong bất kỳ một cái trường hợp nào sẽ không có ai công nhận
những cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy. Và thưa quý vị, liên quan tới cái việc Quốc hội Nga thông qua một cái dự luật dỡ bỏ giới hạn của độ tuổi với công dân Nga nhập ngũ vào ngày 25 tháng 5. Theo giới phân tích, đó là những dấu hiệu cho thấy Moscow đang tìm cách tuyển thêm quân tới Ukraine. Và được biết, sau khi được Quốc hội thông qua thì dự luật trên sẽ được trình Tổng thống Putin để ký thành luật. Theo lãnh đạo Hạ viện Nga Duma Quốc gia cho biết, động thái này có thể cho phép quân đội sử dụng kỹ năng của các cái chuyên gia lớn tuổi. Theo Reuters, trích thông báo của Hạ viện Nga, chúng tôi cần chuyên gia có chuyên môn cao để có thể sử dụng vũ khí chính xác cao, vận hành vũ khí và thiết bị quân sự. Theo kinh nghiệm cho thấy, những người như vậy thường ở độ tuổi 40 hay 45. Thưa quý vị, trở lại một cái câu hỏi nhiều quý khán thính giả KTV hỏi rằng vùng Donbass của Ukraine quan trọng ra sao và tại sao lãnh đạo Nga quyết tâm chiếm bằng được. Thưa quý vị, khi các nhà lãnh đạo Nga nói về khu vực Donbass, người ta cho biết Donbass là một cái khu vực sản xuất than và thép của Ukraine. Đây là một cái khu vực có trữ liệu gang thép cũng như than đá rất nhiều. Đây là một cái khu vực ở phía đông trải dài bắt đầu từ Luhansk Donetsk tới thành phố cảng Mariupol, thậm chí kéo dài đến tận biên giới phía bắc với nước Nga. Một cái điều đáng chú ý đó là khu vực Donbass chủ yếu dân Ukraine nói tiếng Nga, và đặc biệt sau khi nước Nga chiếm Crimea vào năm 2014, khi các cái lực lượng ủy nhiệm của nước Nga đã tiến hành chiếm được một cái phần ba phía đông Ukraine trong một cái cuộc chiến kéo dài từ năm 2014 cho tới nay. Và thưa quý vị, lý do của việc giới chức Nga giảm tham vọng chiếm thủ đô Kiev thay đó là chuyển trọng tâm sang khu vực Donbass. Và vào cuối tháng 3, nước Nga đã kiểm soát 93% khu vực của tỉnh Luhansk và 54% khu vực Donetsk. Đó là những tuyên bố của giới chức Nga. Tuy nhiên, giới phân tích nói đó là những tuyên bố nói quá. Và như quý vị đã biết, vào đầu tháng 4, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu những trận chiến giành khu vực Donbass. Theo đó, quân đội Ukraine đã chuẩn bị cho cái trận chiến này từ lâu. Và rõ ràng trong cái thời gian kéo dài hơn một tháng, nước Nga vẫn không thể làm chủ được toàn bộ khu vực vừa kể. Mặc dù, theo giới phân tích, nếu như quân đội Nga chiếm được hai thành phố lớn đó là Severodonetsk và Lysychansk, thì toàn bộ khu vực Luhansk sẽ nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Trong khi đó, như quý vị đã biết, kể từ đầu cuộc chiến cho tới nay, quân đội Nga đã kiểm soát những cái vùng đất rộng lớn ở phía nam. Quân đội Ukraine cho biết trận chiến giành Donbass là cái trận chiến lớn nhất trên đất châu Âu kể từ sau Thế chiến thế giới thứ hai, trong khi Tổng thống Zelensky tuyên thệ rằng quân đội Ukraine và ông ta sẽ chiến đấu cho từng cm đất. Trong khi đó, các cái bản tin quân sự cho hay trong nhiều tuần, quân đội Nga đã bắn phá khu vực hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk. Được biết, quân đội Ukraine mới đây đã rút khỏi thị trấn Lyman và quân đội Nga đã tiến vào Popasna, hiện nay đang đe dọa các cái tuyến đường huyết mạch tiếp viện chính cho Ukraine, đặc biệt là cái tuyến đường từ Lysychansk tới Bakhmut và cái tuyến đường cao tốc từ Slovyansk đến Bakhmut. Trong khi đó, các giới chức quân sự tin rằng việc thôn tính có thể xảy ra và thủ lĩnh bù nhìn Nga ở khu vực Donetsk, ông Pushilin, đã nói rằng các cái cuộc trưng cầu dân ý sẽ có ý nghĩa khi Nga hoàn thành việc chiếm cả hai khu vực. Tuy nhiên, giới lãnh đạo thế giới tuyên bố họ sẽ coi bất kỳ cuộc bỏ phiếu như vậy làm cái sự giả tạo. Nhưng ngược lại, thủ lĩnh Nga ở khu vực Donetsk tuyên bố đó là một kết quả hiển nhiên. Một cái câu hỏi đặt ra đó là chiến lược của Tổng thống Nga Putin hiện nay là gì? Giữa cái lúc quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Luhansk và Donetsk và bắt đầu ở các cái khu vực phía nam, quân đội Nga đã tỏ ra cho thấy họ nắm quyền kiểm soát các cái khu vực ở tỉnh Kherson phía bắc và phía tây của bán đảo Crimea, cũng như một phần của tỉnh Zaporizhia. Đó là cái tỉnh nối giữa khu vực Donetsk và Mariupol. Và nếu như dứt điểm thì nước Nga tạo nên được một cái hành lang đường bộ từ Crimea đến biên giới nước này, đồng nghĩa với cái việc họ chiếm được Mariupol và quân đội Nga có quyền kiểm soát nguồn cung cấp nước
cho bán đảo Crimea cũng như nhà máy điện lớn nhất châu Âu hiện nay. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là vậy các chiến thắng ở khu vực Donbass đã đủ cho Vladimir Putin kết thúc chiến tranh hay chưa? Theo giới phân tích cho tới nay, họ không biết được Putin đang nghĩ gì và những cái mối quan hệ của Putin với chỉ huy quân sự của mình ra sao. Theo chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia Anh cho biết, nhưng nếu như nước Nga thành công ở khu vực Luhansk và Donetsk, thì Nga sẽ đánh giá tình trạng quân đội Ukraine. Khi đó nếu Nga cảm thấy rằng họ có thể đạt được những cái mục tiêu nhiều hơn trong những cái mục tiêu đã nêu, thì quân đội Nga tiếp tục hành động. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho biết các cơ quan chức hàng đầu của Nga, bao gồm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nikolai Patrushev, đã nói rõ họ không gấp rút mà nước Nga đã chuẩn bị cho một cái cuộc chiến kéo dài. Nếu như nước Nga thành công ở Donbass, thì họ có thể có những cái kế hoạch mở rộng thắng lợi ở khu vực phía Nam. Thậm chí đã có những ý kiến của tướng lĩnh Nga đề xuất các cái mục tiêu tiếp tục chinh phục bờ biển đen của Ukraine ở khu vực phía Tây ngoài Odessa, dù rằng giới phân tích cho rằng đó chỉ là những cái điều khát vọng. Trong khi đó, khi cuộc chiến bắt đầu, có 10 lữ đoạn tạo nên cái lực lượng liên hợp của quân đội Ukraine đóng ở phía đông được coi là những cái binh sĩ được trang bị tốt nhất và được huấn luyện tốt nhất từ trước tới nay của Ukraine. Tuy nhiên ngày 22 tháng 5, Tổng thống Zelensky đã tiết bộ một cái con số thiệt hại của Ukraine. Theo đó, bình quân mỗi ngày có thể có từ 50 tới 100 binh sĩ của lực lượng vừa kể tử vong. Điều này nó cho thấy số lượng người bị thương thậm chí còn lớn hơn. Và theo giới phân tích, thậm chí có những cái khả năng một số lữ đoàn đó không còn hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, các cái quan chức quân sự Hoa Kỳ ước tính rằng có khoảng 93 tiểu đoàn chiến thuật của nước Nga đang hoạt động ở phía đông, và mỗi tiểu đoàn có số quân từ 700 tới 900 lính. Nhưng các cái tiểu đoàn, các cái cụm chiến thuật cấp tiểu đoàn đang phải chịu những tổn thất lớn, và đặc biệt là họ xuống sức và tinh thần. Các cái đơn vị của họ bao gồm đa số là những cái thành phần nhập ngũ từ các khu vực ly khai. Nhiều người bị ép buộc quân đội Nga ở một cái quy mô lớn hơn cũng như vậy. Trong khi đó, chuyên gia quân sự về nước Nga, ông Michael Kofferman cho biết án cân quân sự trong cuộc chiến miền Trung đang có lợi cho Ukraine. Bởi vì Ukraine có sẵn nhân lực, họ chiến đấu trên quê nhà, đặc biệt cái khả năng tiếp cận hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Nhưng ở khu vực miền đông Donbass hiện nay, còn quá sớm để nói cuộc chiến sẽ diễn ra sao. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích quân sự này cho biết Ukraine có thể mất lãnh thổ trong một thời gian ngắn hạn, nhưng nước Nga phải đối mặt với những cái vấn đề lớn hơn trong việc duy trì những cái nỗ lực quân sự dài hạn hoặc giữ vững những cái thành quả của họ. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các cái đồng minh phương Tây cần phải tăng tốc độ cung cấp vũ khí hạng nặng, bao gồm các cái pháo tầm xa. Thưa quý vị, những cái thông tin trong bài nói chuyện hôm nay liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Có một cái thông tin liên quan tới một cái bài bình luận của tác giả Catherine, một chuyên gia chính sách kinh tế ở khu vực Đông Âu, tác giả một cái bài viết đăng trên tạp chí Newsweek. Theo đó, tác giả dự đoán Tổng thống Nga Putin nhiều khả năng sẽ phải chứng kiến một trong những cái thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại. Thưa quý vị, dưới tiêu đề bài viết Putin có thể thất bại khủng khiếp trong cuộc chiến ở Ukraine, tác giả Catherine, một cái chuyên gia về chính sách kinh tế ở Đông Âu, đánh giá cuộc chiến Ukraine có khả năng dẫn tới một cái thất bại nặng nề của nước Nga và Tổng thống Nga Putin. Theo tác giả cho biết, trong một cái bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm thứ Năm, 26 tháng 5, nhà kinh tế Thụy Điển Andreas Åslund, một người từng là cố vấn kinh tế cho hai chính phủ Nga và Ukraine trong quá khứ, đã đưa ra các dự đoán thấy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng nhìn thấy một trong những sự thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại, khi quân đội của ông ta tiếp tục vật vã để mang lại cho ông ta những cái chiến quả quân sự 3 tháng sau khi nổ ra cuộc chiến. Theo tác giả Arsalan nói rằng quân đội Nga đã không thể chiếm được thủ đô Kiev, và hiện nay đang vật lộn để đạt được bất kỳ
một cái thành quả nào ở khu vực miền Đông. Trong khi đó, tác giả nhận xét quân đội Ukraine ngược lại, họ đã vượt quá mọi kỳ vọng. Và cái sự phản kháng của người dân Ukraine đã giáng những đòn bất ngờ lên ông Putin và quân đội Nga. Đó là lý do đã phải buộc kéo dài cuộc chiến vượt ra những cái điều mà Điện Kremlin chuẩn bị đối phó khi cuộc xâm lược nước Nga phát động vào ngày 24 tháng 2. Theo đó, từ khi cuộc chiến bước sang tháng thứ tư, quyết tâm của người dân Ukraine với cái sự hỗ trợ quân sự từ các cái đồng minh phương Tây đã dẫn đến những cái kết quả bất lợi cho Putin và nước Nga, trong khi quân đội của chính ông ta lại bắt đầu tìm kiếm các cái con đường để chống lại nhà lãnh đạo của họ và rời bỏ Ukraine. Tác giả Aslan đã cảnh báo, sự kết thúc của chiến tranh nó không đơn thuần làm cái thất bại quân sự đối với Putin, mà nó còn làm cái thất bại kinh tế, một thất bại không giống với bất kỳ những cái điều gì mà đất nước này đã gặp, và nó sẽ tác động tới toàn thế giới. Theo đó, ngày nay, nước Nga không chỉ đối mặt với một cái thất bại nhục nhã, mà còn làm cái sự sụp đổ về nền kinh tế, sự sụp đổ khủng khiếp mà Putin là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tác giả trích dẫn các cái lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây và Hoa Kỳ, theo đó đã nhanh chóng áp đặt lên nước Nga để đáp trả cho cuộc chiến. Và tác giả khẳng định chỉ trong một ngày, Putin đã xóa sổ hầu hết các cái lợi ích kinh tế mà nước Nga đạt được kể từ năm 1991 cho tới nay. Đồng thời, nhà kinh tế Thụy Điển cảnh báo những cái mức độ nghiêm trọng của nền kinh tế Nga hiện nay đã đẩy giới tinh hoa của nước này tới bờ vực, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Putin có thể bị lật đổ bởi những người từng nằm trong nút số gần gũi nhất với Tổng thống Putin. Và nếu như sự phẫn nộ của công chúng không lật đổ được chính phủ của ông ta trước, theo tác giả, vào tháng 8 năm 1998, sau 6 ngày xảy ra một cái cuộc khủng hoảng tài chính ít nghiêm trọng hơn nhiều, khi đó Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã buộc phải giải tán chính phủ, ngược lại Putin không cho phép bất kỳ ai trong chính phủ của mình từ chức, mà buộc mọi người phải bên cạnh ông ta chờ tới ngày có kết thúc đắng cay. Theo tác giả Aslan, khỏi phải nói, những nỗi sợ hãi dường như ngự trị trong giới tinh hoa, đặc biệt giới tài tử Nga trong những ngày này, và tình trạng bất ổn xã hội không phục trong những năm gần đây ở nước Nga, vậy mà nó đã xảy ra, và một cái mức độ suy giảm về dự kiến, về mức sản xuất và mức sống, không được ghi nhận kể từ đầu năm 1990 cho tới nay. Chưa hết, tác giả đã chỉ ra, một cái phản ứng phổ biến tự nhiên đó là một cái tình trạng bất ổn xã hội sẽ lan rộng, và điều đó sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với các nhà hoạt động xã hội đảm bảo an ninh. Dù có kết quả ra sao, phương Tây cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho một cái kế hoạch sự sụp đổ cũng như gây dựng lại chế độ của ông Putin. Đây không phải là lần đầu tiên Moscow thực hiện một cái cuộc phiêu lưu quân sự đầy tham vọng nhằm tìm kiếm thêm lãnh thổ để nhận về một cái kết quả nước Nga bị lép vế và sỉ nhục. Đó, thưa quý vị, ở đây phải nói để cho các cái nhân vật cuồng Nga cùng Putin phải hiểu, diễn biến chiến sự Ukraine không phải là một sớm một chiều, kể cả những cái trận cầu bóng đá cũng vậy, lúc thua lúc thắng. Nhưng chắc chắn một điều, theo giới phân tích quốc tế, Putin không có cửa thắng, và thậm chí người ta đã dự đoán một cái tương lai cực kỳ xấu cho nước Nga cũng như Putin. Và nhiều quý vị đã thấy trong bài viết vừa kể, tác giả đã khẳng định Putin đã mang tới nước Nga tới một cái hệ quả lép vế và bị thế giới sỉ nhục. Và thưa quý vị, được biết tạp chí Newsweek đã chuyển bài báo vừa kể tới Bộ Ngoại giao Nga, đề nghị Bộ Ngoại giao Nga đưa ra những điều bình luận trong bài phân tích vừa kể. Kết quả ra sao chúng tôi sẽ thông báo với quý vị trong các cái chương trình bình luận liên quan tới chiến sự Ukraine trong các cái bài nói chuyện sau. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.